Thưa sư, nếu hôm nay một Phật tử cúng dường cho sư Tuệ Tường và 3 năm sau sư này đắc thánh quả, vậy phước của người cúng dường ngày hôm nay và phước của người cúng dường cho thánh là phước của cúng dường cho thánh tăng hay thường tăng? Xin cảm ơn sư. Cái này hỏi sư Tuệ Tường thì hỏi sư đầu tiên là hỏi là sư Tuệ Tường 3 năm sau sư có chứng thánh quả hay không để người ta cúng kìa. Kính thưa đại đức hành đại, kính thưa quý vị, cái này cho sư xin nha, cái này sư nói nghiêm túc nha, cho sư xin nha. Tại vì biết là bây giờ cái phương tiện truyền thông, thưa quý vị, phương tiện truyền thông đó, rất là phát triển đó, thì quý vị biết mà, ngay cả Đức Phật đó, Đức Phật toàn giác mà, không cũng có người thương, người quý trọng, người kính trọng, mà cũng có người ghét ngài, đúng không? Chứ đừng có nói là Đức Phật toàn giác không có người ghét nha, có người ghét người hại mà không có Đức Phật giác nha. Đó, có chứ, chỉ thì huống gì ông sư Tường nó là cái gì đó, ông là phàm tăng mà, ông là phàm phu mà, ông là phàm phu còn đầy phiền não. Cho nên đó là sư xin một điều là ví dụ, tôi muốn việc có đặt câu hỏi cứ ví dụ là sư A, sư B vậy đó, chứ đừng có đề cập cái tên sư vô đây, nó quá nhạy cảm thì không, nó quá nhạy cảm đi. Nghĩa là trong trường hợp này, trong cái trường hợp này nè, trong trường hợp đưa ra ví dụ này nè, nói là đắc thánh, đắc thần, đắc thánh, đắc thánh, thánh quả này nọ kia nè, là đừng không, đừng nên đưa đưa sư đây, tại vì biết sao, thì vì sư sợ rằng á, nếu mà sư trả lời câu hỏi này là lại không cẩn thận á, là một số người á là cắt ghép, đúng không, cắt ghép cái đoạn mà giúp như sư nói sư Tuệ Tường đắc thánh này nọ, hay là sư Tuệ vừa mới nói đó, như vậy đó, người ta nói là ông sư Hạnh Tuệ nói ông sư Tường đắc thánh, nó tăng bốc cho ông sư Tường đắc thánh, không, gọi sư Tường mới tự nhận mình lại đắc thánh, mà trong khi cắt ghép không bị, cái công nghệ AI vậy quý vị, rất là lợi hại thôi, người AI đó, nó cắt ghép nó lòng như thiệt chứ, cho nên là cũng mong quý vị hoan hỷ ha, hoan hỷ những cái câu hỏi mà kiểu nhạy cảm như vậy nè, cho nên đấy. Còn bây giờ sư ví dụ là chúng như ở đây là chỉ cúng dường cho một vị sư A đi, vị sư A chứ phải sư Tường nha, sư A là ví dụ vị sư A và 3 năm sau cái sư A này nè đắc quả thánh, vậy thì phước của cúng dường hôm nay là phước cúng dường là thánh tăng hay thường tăng? Để muốn biết rõ câu này thưa quý vị, thì quý vị tìm giúp cho sư ở trong nó có liên quan chứ phải liên quan đâu, quý vị tìm cho sư ở trong Milinda Banha, tức là Milinda vấn đạo á, bản dịch của ngài Đá Trên Đá, bản dịch của ngài chính thân thưa quý vị, ở trong Tam Tạng Bali Việt.net đó, sư đưa nguồn gì đó, thì cái câu hỏi là câu hỏi số 6. Câu hỏi số 6, câu hỏi có tựa đề là câu hỏi về quả báo lớn của món ký thực. Thì quý vị giúp sư tìm cái câu hỏi này nè. Trong đây nè, nó có liên quan câu này. Rồi bây giờ sư mới quay lại trả lời ngắn gọn cho quý vị hiểu nè. Cái câu hỏi này thưa quý vị, nếu mà cũng không khoanh vùng nha, thì nó rất là rộng, rất là rộng. Tại vì ngày hôm nay á, là ngày nào? Ngày hôm nay là ngày nào nè? Ngày nào? Tại vì quý vị biết á, trong Kinh Đại Bái Niết Bàn, Đức Thế Tôn ngày có nói một cái đoạn như vậy nè. Này Ananda, hai phần thí thực này là như nhau cả. Hai phần thí thực này là sao? Là tức là một cái phần mà thí thực mà của nàng Suchata lúc mà cúng dường cho Bồ Tát. Quý vị nhớ, nhưng mà nhớ rõ nha, cúng dường cho Bồ Tát trước khi ngài thành đạo đó. Và một cái phần cúng khí thực cho một vị Phật toàn giác trước khi nhập Niết Bàn đó, cho nên là một phần là Bồ Tát, một phần một Bồ Tát ở đây là còn phàm nha, và Đức Phật ngài thành đạo thì quá rõ ràng rồi. Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn thì quá rõ rồi, Đức Phật là bậc giác ngộ rồi đó. Thì ngài mới nói là này Ananda, hai phần thí thực này là như nhau, có quả báo như nhau, có quả thành tựu như nhau, có quả báo lớn hơn và phước báo lớn hơn rất nhiều so với các món thí thực khác. Hai phần thí thực nào? Phần thí thực mà sau khi Như Lai thọ dụng đã giác ngộ phẩm vị trên đẳng chánh giác tối thượng, và phần thí thực thọ dụng của Như Lai khi đã viên tịch Niết Bàn đó, thì ngài nói là hai phần này là quả báo như nhau. Nói như vậy thì lúc mà khi mà ông vua Milinda thì ông mới thắc mắc tại sao mà hai phần này như nhau, trong khi Bồ Tát, đúng không, lúc đó Bồ Tát bây giờ là Đức Phật như nhau, thì ngày nay gác cho nó mới thích vậy. Tâu Đại Vương, do năng lực của sự thể nhập theo chiều thuận và theo chiều nghịch đối với sự chứng đạt vạn chú theo tuần tự mà hai phần thiết thực ấy là như nhau,
có quả báo như nhau, có quả thành tựu như nhau, có quả báo lớn hơn và phước báo lớn hơn rất nhiều so với món kỹ thuật khác. Thì nếu mà tính trong trường hợp này, nếu trường hợp học một cái vị sư mà đắc, thì nhấn mạnh nghe đắc mà ở trong cái bối cảnh tương tự, gần như Đức Phật như nào, thì cái quả báo là làm như nhau, không khác nhau. Còn nếu mà nằm ngoài cái trường hợp này, xin nhấn mạnh trường hợp ngoài trường hợp này nha, trường hợp mà cúng dường mà ngay thời điểm này mà là quý vị nói là 3 năm sau, 3 năm sau mà thành đắc quả đó đó, thì nó lại thuộc về cái gọi là cái tư hậu nữa. Nếu mà cái vị này nè giữ tròn được cái tư hậu, giữ tròn được cái tư hậu có nghĩa là sau khi mà thậm chí cho 3 năm sau vị sư A này đắc đạo quả nè, đúng không, thì vị nó là mình hoan hỷ khi mà nhờ cái quả phước mà cúng dường cho cái vị sư A này nè, cái vị sư A này thực hành suốt 3 năm mà và đắc quả, thì cái quả báo thời điểm đó, cái tư hậu, thứ bị cái tư hậu, tư tiền tư hiện hậu thì được tính thời điểm đó là cúng dường cho thánh tăng, vì hiểu không, chỉ tính tư hậu thôi nha, nhấn mạnh nha đó. Và ngược lại trường hợp thứ hai, mà nếu cái người này tư hậu á, họ không đạt được như vậy á, thì không có đạt được là xem là cái vị đó nhờ mình cúng dường như vậy nè, cho nên vị là thánh tăng, thì cái tư hậu đó nếu mà đủ 3 thời nha, tư hiện hậu, thì cái vị đó xem như cái phần này cúng dường cho gọi là phàm phu, gọi là thường tăng, bởi vì hiểu mà đó, đó là cái quan trọng nhất, là ở cái vấn đề nằm ở đây là quan trọng ở khía cạnh quý vị á, nó cái trạng thái nội tâm á, nó như thế nào. Để khi mà cái tư hậu đó, ở đây nó chỉ nói riêng nói là tư hậu thôi, đó là thành tăng thứ thành thánh tăng là thường tăng rồi. Còn nếu mà quý vị nói, tại vì ở đây quý vị nói cái khổ này quá rộng đi, còn nếu quý vị làm tâm với tâm mà với cái tâm mà ly trí thì đơn thuần cũng được thôi, mà lại không, thậm chí không đủ tâm tư nữa, đúng không, thì xin thưa quý vị nó cũng chỉ nằm gói gọn ở thường tăng mà thôi, đúng không. Chỉ xem là cúng dường được cho thánh tăng là chữ gì, trường hợp quý vị duy trì được trạng thái tâm thiện ở tư hậu, đúng không, duy trì được hợp chí nha, phải hợp chí và tư hậu. Cái tư hậu đó, cái tư hậu là nhờ mình cúng dường này nè, cúng dường bây giờ cái vị này vị Asira nè chứng đắc thành thánh, có nghĩa là chứng đắc thành thánh, có nghĩa là chỉ tính từ cái tư hậu thôi. Thì khi phân tích cái khía cạnh này dựa theo cái tinh thần của cái câu hỏi mà ở trong Minda vấn đạo là như vậy. Cũng xin kết thúc phần trả lời hỏi. Sư xin bổ sung thêm một cái khía cạnh nữa để cho quý vị khỏi phải băn khoăn chi mà 3 năm sau không biết là sư Tuệ Tường có chứng thánh hay không. Đó chính là ở trong kinh phân biệt cúng dường ấy, thì các bậc đáng cúng dường bao gồm những vị đang thực hành con đường đi đến sơ quả và những vị đã chứng đắc sơ quả, những vị đang thực hành con đường đi đến nhị quả và những vị chứng đắc nhị quả, những người đang thực hành con đường đi đến sự chứng đắc tam quả và những vị đã chứng đắc tam quả, những vị đang thực hành trên con đường đi đến sự chứng đắc tứ quả a la hán và những vị đã chứng đắc tứ quả a la hán, những vị đang đi trên con đường chứng đắc đạo quả độc giác và những vị đã chứng đắc đạo quả độc giác, những vị đang đi trên con đường chứng đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng giác và những vị đã chứng đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng giác. Thế cho nên việc quý vị cúng dường một vị mà vị ấy đang thực hành trên con đường đi đến sự giác ngộ giải thoát, bản thân điều đó đã là công đức rồi. Cho nên là chúng ta phải có sự suy tư hợp lý, từ đó chúng ta mới đem lại nhiều cái quả phước. Sư lấy ví dụ nghe, nếu như quý vị suy tư là bây giờ tôi cúng dường cho, đang nói sư Tuệ Tường này, đây, hên hú hồn không kêu sư Hạnh Tuệ, thí dụ như quý vị cúng dường sư Tuệ Tường là quý vị suy tư là 3 năm sau sư này chứng đắc đạo quả, rồi lỡ 3 năm sau vị này không chứng đắc rồi sao, thì có phải, hoặc là tới cuối đời vị này vẫn sư Tuệ Tường vẫn chưa chứng đắc được,
thì quý vị sẽ đâm ra buồn phiền, nói trời ơi, tôi đầu tư cho sư mà rốt cuộc sư không chứng gì hết, thì có phải là quý vị thiệt thòi hay không? Trong khi đó nếu quý vị suy nghĩ như thế này, à giờ đầu tư cho sư Tuệ Tường mà sư Tuệ Tường là người đang thực hành trên con đường đi đến sự chứng đắc đạo quả, à thì như vậy là tự nhiên mình hoan hỷ ngay từ thời điểm đó chứ không cần chờ nữa nha. Đó cho nên là cái sự suy tư một cách hợp lý, điều này rất quan trọng. Còn cái đương nhiên là nếu như mà trong đời này mà chứng thì nó quá ngon lành rồi. À, thì xin thưa là nếu như đời này mà chứng là tôi tới tôi cúng thêm lần nữa chứ đâu cần phải chờ giờ cúng lần sau ha. Bây giờ tôi cúng chuyện mà sau này chứng là tôi sẽ tới tôi cúng nữa, cái chuyện nó bình thường. À cho nên cái chuyện đó nó không quan trọng, mà sư nói nó hơi phong thần. Như còn cái điều quan trọng là đó mình suy tư vị này là vị đang là người thực hành trên con đường đi đến sự chứng đắc đạo quả, đi đến sự chấm dứt phiền não, đi đến sự chấm dứt khổ. Đây là vị đang thực hành đi trên con đường đến sự chấm dứt khổ. Mình cúng dường vị ấy là tự nhiên là phước có rồi. Còn sau này vị này chứng là mình cúng thêm. Thấy không? Tác ý một cách đúng đắn thì mình sẽ an lạc. Nhớ như thế.